bạn đã đến với kênh Ca Thanh Danh Official. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các khái niệm tiếp theo trong chủ đề về đạo đức qua giọng đọc của Ca Thanh Danh và Như Thụy. Sau đây chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo đó là thánh độ mệnh. Người phụ nữ cúi chào vị thầy già rồi mới hỏi. Thưa thầy, hôm nay chùa còn cúng sao không ạ? À? Ông thầy già lui cui lục lội kinh sách bề bộm cũng không nhìn lại người phụ nữ mới đáp. Ờ, chùa này không có cúng sao vì trong đạo phật không có kinh điển nói về các sao người phụ nữ mới lo lắng hỏi à, thưa thầy vậy lỡ năm nay có xung khắc xui rủi thì phải làm sao ạ à? con thấy có nhiều nơi cúng sao lắm mà bây giờ qua một cúng sao rồi nên con không biết phải nhờ ai thôi thì thầy soạn cúng sao hạn dùng con năm nay đi ạ à. ông thầy già cũng không thèm nhìn lên mới đáp ở đây tôi không có cúng sao nhưng có cầu thánh độ mệnh trong năm À, bây giờ thì dở sách xem tuổi mình hợp vị tôn giả bồ tát nào thì tôi lấy thẻ có ảnh của vị đó ghi tên thí chủ ở dưới tôi tụng kinh giùm cho rồi cô mới đem cái thẻ độ mệnh về để lên bàn thờ ở nhà mà thờ nguyên năm mỗi ngày nhớ lễ lại đàng hoàng có vị thánh độ mệnh thì suốt năm an toàn may mắn hay quá, thầy coi con hợp với vị tôn giả Bồ Tát nào Thì lấy thẻ dùm con nha thầy Sách ở trên bàn kia kìa Cha Cang và Chi, nam hay nữ Thì tìm ra vị thánh độ mệnh năm nay Người phụ nữ lật cuốn sách cũ mềm ra Lật xem miệng lẩm nhẩm Kỹ là bên này, mùi bên này Nữ thì bên này Thánh độ mệnh năm 2019 là tôn giả Sivali Người phụ nữ mới quay qua hỏi ông thầy Thánh độ mệnh năm nay của con là tôn giả Sivali Là sao thưa thầy Ông thầy già cũng không thèm nhìn lên mới đáp Tôn giả Sivali là một vị A-la-hán phi thường lỗi lạc Thời Phật còn tại thế Ngài có phước đức lớn về tài lộc Năm nay mà được Ngài độ mệnh thì suốt năm an toàn Có may mắn về đường tài lộc người phụ nữ mới reo lên. Mừng quá, vậy bây giờ con lấy thẻ ở đâu vậy thầy? Ông thầy già chỉ cái thùng ở đằng kệ. Ờ, à, cái thùng ở đằng đó đó. Lấy lại đây tôi ghi tên vô rồi á, tối nay tôi tụng kinh dùm cho. Nhớ lại tụng kinh rồi lấy về thờ hết năm nay nha. Người phụ nữ lật đật đi tới mở cái thùng ra lục lội rút ra được một tấm thẻ to có in hình tôn giả Sivali cầm lại đưa cho ông thầy già. Ông thầy già hỏi tên tuổi rồi mới ghi vào bên dưới của tấm thẻ. Xong thì xếp lên chồng thẻ có sẵn. Ông mới nói cô về đi tối lại tụng kinh rồi lấy thẻ về. À, thưa thầy giá bao nhiêu vậy ạ? Ông thầy già mới nổi cáo chùa mà hỏi giá cả làm như là dịch vụ mua bán tôi vẫn không cúng cho à nha dạ dạ con xin lỗi thầy nhưng con muốn cúng dường chùa một chút ạ à. cúng dường thì tùy tâm bỏ vô thùng công đức trên chánh điện kia kìa cái gì có đạo đức có nguồn gốc có công lao thì sẽ có quả lành chắc chắn hơn là những điều vô lý ai cũng lo lắng đầu năm nhưng nên tìm cái gì hợp lý và đúng đắn hơn để nương tựa sẽ tốt cho tâm hồn và cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo đó là nếu thật lòng. Cả lớp quay ra cửa nhìn, uyên đứng đó, nét mặt đầm thấm dịu dàng mà nghiêm nghị, tay cầm tờ giấy và nói: Dạ em có bức thư xin gửi anh Long ạ. À các bạn mới ồ lên ngạc nhiên Long trồng cây si Uyên đã lâu ai cũng biết Long học năm thứ ba Uyên thì học năm thứ hai Thấy Long yêu đơn phương Uyên quá tội nghiệp Cho nên cả lớp hay đùa chọc lại ủng hộ Và cũng giúp cơ hội Sắp đến ngày 8 tháng 3 Long mới lấy hết can đảm gửi cho Uyên một bức thư Với một món quà nhỏ Đó là cánh hoa hồng kèm theo Dĩ nhiên là gửi lén không, không ngờ là hôm nay á Uyên đến tận cửa lớp gửi thư trả lời công khai trước bàn dân thiên hạ như vậy lòng mới lúng túng đỏ mặt bước ra nhận thư và lý nhí cảm ơn Uyên vừa quay lưng đi rồi á thì à, đủ là sĩ số 43 thằng bạn nhào vô giật mất cái bức thư đi một đứa mới nhái giọng nữ ngọt ngào đọc to bức thư lên để cho cả lớp cùng nghe kính gửi anh Long. Trước hết em xin cảm ơn món quà ngày 8 tháng 3 của anh với bức thư rất nhiều tình cảm. Em xin giữ cánh hoa hồng để trên bàn thầy cô cho mọi người ngắm chung. Còn vì bức thư em xin được trả lời một cách rõ ràng để anh yên tâm học tập mà em cũng yên tâm học tập nữa. Thưa anh Long, em đã chứng kiến khá nhiều cặp tan vỡ mà mọi họ đều yêu nhau từ khi còn rất là trẻ, còn ngồi trên ghế nhà trường, em nghĩ là có hai lý do họ không cùng nhau đi đến cuối đời với một happy ending đó là một họ chưa đủ chín chắn để mà chọn người yêu thương suốt đời hầu hết họ chưa đủ khôn ngoan kinh nghiệm để mà hiểu được tâm ý của nhau họ yêu nhau bằng cảm tính bồng bột của tuổi thanh xuân chứ không hiểu gì nhiều hai đó là họ đã phạm sai lầm khi mà đang học mà lại không chuyên tâm học hành lò ve phí phạm công sức nuôi nấng chăm lo của bố mẹ chính cái tội âm thầm này làm cho họ bị tổn phước dẫn đến chia tay em nghĩ là người đang học mà dám yêu đương thì một họ là thiên tài vừa học vừa đùa mà vẫn lên lớp hai họ là những kẻ vô trách nhiệm với bố mẹ và với tương lai của chính mình em vật lộn với bài vở hết sức là vất vả mà vẫn chưa đủ để mà làm hài lòng thầy cô giáo bây giờ mà em phải phân tâm ra để mà yêu đương nhung nhớ nữa thì chắc là em sẽ không tốt nghiệp được rồi hoặc là em sẽ tốt nghiệp bằng thủ đoạn nào đó chứ không phải là do năng lực học hành sau này ra trường em sẽ làm việc yếu kém ảnh hưởng đến sự tiến bộ chung của xã hội em viết thư này để mà trình bày quan điểm của mình rất rõ ràng với anh và rất mong là anh giúp em không bị bận tâm vô lý, giúp em không bị sao nhãn lãng nhách, giúp cho em chuyên tâm học hành. Em cũng mong là anh chuyên tâm học hành để mà tốt nghiệp với kết quả cao, làm tiền đề cho tương lai sự nghiệp của mình, chứ đừng sử dụng tâm trí sai trong thời gian này. Em cũng nói thẳng là nếu như sau này em phải chọn người yêu, câu đầu tiên em sẽ hỏi người đó là thế trong thời gian đi học anh có để ý yêu ai không? Nếu như là he say yes, em sẽ từ chối. Nếu như he say no, em sẽ xét tiếp các yếu tố khác. Em cũng xin BS là hầu hết những kẻ bày đặt yêu đương tuổi học trò đều về nhà nối năng cư xử với bố mẹ rất là kém. Nhiều khi ta cứ tưởng ta thương ai là đem hạnh phúc đến cho người đó Có khi là phá hoại đời nhau phải có trí tuệ và đạo đức lắm mới yêu thương và giúp nhau cùng tiến bộ. Chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo đó là mù. Vị giáo sư già hỏi cả lớp. Các em đều hiểu rằng mù nghĩa là không nhìn thấy cảnh vật, cơ quan thị giác gồm mắt và thần kinh bị trục trặc. Người bị mù á, phải chịu nhiều thiệt thòi so với cộng đồng xã hội bởi vì mất một giác quan để mà tiếp xúc nhận thức thế giới. Đó là mù sinh học. Nhưng mà còn nhiều loại mù khác cũng nguy hiểm không kém. Em nào cho thầy biết thêm loại mù khác nữa đi. Cả lớp xôn xao bàn tán, rồi các sinh viên thay nhau đứng lên phát biểu. Mù chữ, nhìn chữ mà không biết có ý nghĩa gì. Mù ngoại ngữ Không thể giao tiếp với khách nước ngoài Gặp người ta mà cứ cười cười ngơ ngơ Mù tính học Thời đại 4.0 rồi mà không biết sử dụng vi tính Viết gì vẽ gì tính gì Cũng lấy giấy bút ra làm rồi xóa tới xóa lui dạ thưa thầy mù đạo đức không là có nghĩa là không có quan điểm sống nhân ái yêu thương hy sinh phụng sự chỉ thích ích kỷ hưởng thụ đôi khi còn làm việc ác độc hại người mù tâm linh không có hiểu biết đúng đắn về các thế giới siêu nhiên cho nên uh, hoặc là phủ nhận hoặc là tin bậy bạ theo mà kiểu mê tín dạ thưa thầy mù về môi trường sinh thái không có quan điểm và trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái chung thải ra rác nhựa nhiều quá xá không khí của lớp rất là hào hứng sôi nổi sau khi không còn ai phát biểu nữa thì vị giáo sư già mới nói còn một loại mù nữa là mù tiêu thụ nông sản người nông dân cứ trồng tùy hứng nghe ai đồn cái gì có giá thì xúm nhau trồng ha trồng ra rồi không biết bán cho ai hàng thì chất đóng đổ bỏ rất là đau lòng cái lỗi này là do trước khi trồng mà không thấy được nơi tiêu thụ một em sinh viên đứng lên phát biểu thưa thầy con nghĩ rằng cái mù này là có tính hệ thống không phải là cái mù riêng của người nông dân nhiều đơn vị cơ quan chuyên gia phải vào cuộc để thấy được khả năng tiêu thụ nông sản của thị trường rồi định hướng cho nông dân sản xuất ạ à. ví dụ như là máy bay được dân đường được dẫn đường à đi luôn á rồi gõ nữ luôn á Dạ. Yeah. Ví dụ như máy bay được dẫn đường bởi vệ tinh, đài không lưu, xe tự hành cũng được dẫn đường bởi nhiều nguồn thông minh, tên lửa thì được dẫn đường bởi mắt thần radar. Cũng vậy, người nông dân phải được dẫn đường bởi cả một hệ thống chính quyền, chuyên gia để chọn ra loại nông sản mà sản xuất cho phù hợp. Nói chung, nông nghiệp phải được đầu tư một hệ thống dẫn đường ạ. À. Vì giáo sư già mới gật gù hài lòng. Nông dân thời đại mới phải được tập huấn nhiều hơn xưa nông dân phải có kiến thức chẳng khác gì một cán sự kỹ thuật cả rồi cả một hệ thống chuyên gia chính quyền phải sử dụng thiết bị máy móc thông tin để mà dự đoán nhu cầu nông sản trong nước và ngoài nước rồi mới phân bổ về cho từng vùng để mà nông dân sản xuất sản xuất xong rồi thì bán không được phải đổ bỏ là một cái tội lớn đối với trời đất cái tội này vô tình bởi vì nông dân bị mù ha à, cái mù của nông dân là do ta thiếu một hệ thống dẫn đường nông nghiệp việc thiếu hệ thống dẫn đường nông nghiệp trông giống như là có những ai đó rất là vô trách nhiệm bỏ mặt nông dân tự bơi trong biển thị trường sóng gió phức tạp bây giờ khoa học tiến bộ ta có nhiều phương tiện để mà dò tìm thị trường tiêu thụ nông sản trên khắp thế giới dẫn đường cho nông nghiệp đó là một trách nhiệm của toàn xã hội. Chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo đó là Education First. Thủ tướng Tăng Hắn rồi phát biểu. Tôi muốn hỏi các vị về ý tưởng xây dựng đất nước ta giàu mạnh không thua kém bất cứ quốc gia nào trên hành tinh này. Mỗi vị nói vắng tắt không quá 5 phút. Nếu như ý tưởng đó hay, tôi sẽ triệu tập một hội nghị tiếp theo để mẫu sẽ phân tích chi tiết cho thực hiện. Nào, Mời Bộ trưởng Thương mại nói trước Từng vị lên nói về ý tưởng xây dựng đất nước vắng tắt Và ai cũng nói theo góc nhìn của mình Bộ Ngoại giao thì cho rằng thiết lập quan hệ quốc tế Để mở đường giao lưu mọi lĩnh vực với quốc tế Bộ Công Thương thì cho rằng một hệ thống phân phối hàng hóa hiệu quả sẽ thúc đẩy dây chuyền mọi hoạt động khác đi theo. Bộ Quốc phòng thì cho rằng làm kinh tế thì phải có cái quả cảm, hy sinh, thông minh như là một người chiến sĩ. Còn Bộ Ngoại, Bộ Giao thông thì cho rằng là nếu như không có sự lưu thông của con người và hàng hóa thì xã hội sẽ chết đứng. Cho nên lưu thông hiệu quả đó là chìa khóa vàng. Bộ Công an thì cho rằng con người sẽ đem hết sức mình ra để đổ vào đầu tư khi xã hội yên ổn. Chỉ cần xã hội yên ổn thì tự nhiên mọi thứ đều phát triển. Bộ Nông nghiệp thì cho rằng cái việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên sẽ dẫn đến bế tắc. Tất cả phải được nuôi trồng thông minh để tái sinh có kiểm soát. Bộ trưởng Giáo dục cứ khất lần cho đến cuối giờ mới chịu nói. Kính thưa quý vị, từ sáng đến giờ tôi đã lắng nghe rất kỹ và nhận thấy rằng ai nói cũng đúng cả. Tất cả các điều mà quý vị nói đều phải được thực hiện thì đất nước sẽ phát triển. Tuy nhiên, ai sẽ thực hiện các điều đó, ai sẽ đủ khả năng thực hiện những điều đó, ai sẽ đủ lòng yêu nước, đủ đạo đức, đủ kiến thức, đủ thông minh, đủ quyết tâm đoàn kết tất cả lại để mà cùng thực hiện những điều đó. Ở ngoài kia còn biết bao kẻ chỉ chực chờ phá hoại. Chúng dùng mọi thủ đoạn để mà chia rẽ dân tộc này, chúng dùng mọi phương tiện để mà làm mất lòng yêu nước nơi lớp trẻ, làm mất nguyện khí lý tưởng nơi thanh niên, chúng lôi kéo những người giỏi đi khỏi đất nước. Chúng dùng tiền bạc hưởng thụ danh vị, tình cảm và cả tính ngưỡng để mà xoay tâm hồn của nhiều người đi qua hướng khác. Mà khi con người không còn tâm hồn để yêu nước cực độ thì có ai chịu cực khổ để mà xây dựng đất nước đâu? làm gì cũng đòi lương cao vừa gieo nhân thì đã đòi hưởng quả thì những người đó làm gì có những phát minh sáng kiến độc đáo để mà đưa đất nước đi lên tôi nhấn mạnh yếu tố con người trước tất cả các cán bộ ngành nào cũng cần những con người xuất sắc có đạo đức xuất sắc có kiến thức xuất sắc và có sức sáng tạo xuất sắc có lòng yêu nước xuất sắc thì những ý tưởng của quý vị mới thành công được để có những con người xuất sắc đó thì phải có sự giáo dục hiệu quả vượt bậc, lỗi lạc, phi thường. Muốn có một nền giáo dục hiệu quả phi thường, thì trước tiên phải có người lãnh đạo thiên tài ngồi vào vị trí bộ trưởng giáo dục này. Người lãnh đạo thiên tài của ngành giáo dục phải đủ sức nhìn đến tận buổi học của lớp mầm non vỡ lòng, nhìn thấy từng buổi học của các trường tiểu học ở nông thôn, nhìn thấy từng buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ở mọi ngành. Người lãnh đạo thiên tài của ngành giáo dục phải đủ sức tạo ra các giáo trình xuất sắc, tạo ra các thầy cô giáo xuất sắc trên mỗi lĩnh vực. Có các giáo trình và thầy cô giáo xuất sắc rồi thì sẽ có sinh viên học sinh xuất sắc mà thôi. Bao nhiêu năm qua, tôi giữ chức bộ trưởng giáo dục nhưng mà tôi tự biết mình không phải là kẻ thiên tài mà đất nước cần. Tôi vừa cố gắng làm việc vừa lung sục đi tìm một thiên tài của ngành giáo dục để mà giới thiệu đề bạc vượt cấp. Bộ trưởng giáo dục nói quá 5 phút, nói luôn 30 phút mà không ai nhớ thời gian nữa. Mọi người bị bài phát biểu rực lửa của ông đốt cháy. Đến khi ông cảm ơn, kính chào thì mọi người mới giật mình. Ai cũng reo lên, đúng vậy, education first. Giáo dục có nhiệm vụ tạo ra con người có năng lực và có đạo đức để mà cung cấp cho quốc gia. Nếu như con người có năng lực thấp và đạo đức thấp thì quốc gia sẽ có mức phát triển thấp. Nếu như con người có năng lực cao và đạo đức cao thì quốc gia sẽ có mức phát triển cao. Còn nếu như con người có năng lực rất cao và đạo đức rất cao thì quốc gia đó sẽ có mức phát triển rất cao. Tham vọng phát triển quốc gia lệ thuộc vào khả năng của ngành giáo dục tạo ra được con người giỏi đến mức độ nào. Khả năng của ngành giáo dục lại lệ thuộc vào người lãnh đạo thiên tài mà tất cả chúng ta đều trong mong tìm kiếm mãi. Chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo đó là điều cần thiết hơn vì giáo sư già nói: "Hôm nay chúng ta sẽ tranh luận về triết học tôn giáo. Các tôn giáo thần học đã phát triển dần qua nhiều thế kỷ rồi đưa đến chủ trương rằng con người phải tin là có một thượng đế tạo ra tất cả. Quan điểm về thượng đế đó cũng phát triển dựa theo sự tiến bộ của khoa học." ban đầu thì khả năng của con người chỉ nhìn thấy mây trời sông núi cho nên các bản văn kinh cổ cũng chỉ đưa ra hình ảnh thượng đế quanh quẩn trong bầu trời này đến khi khoa học tiến bộ nhìn ra không gian bên ngoài thì hình ảnh thượng đế cũng được nâng lên tầm vũ trụ ngài đã tạo ra vũ trụ ngành sinh học phân tử phát triển mạnh mẽ thì năng lực của thượng đế cũng tăng lên theo thượng đế là người đã tạo ra bộ gen di truyền cực kỳ tinh xảo đó rồi các nhà truyền giáo cũng đưa thêm yếu tố tình cảm cho thượng đế thượng đế rất yêu thương con người cho phép con người làm chủ quả đất nên dường như cho phép ăn thịt các giống loài khác mặc dù là các giống loài khác cũng do thượng đế tạo ra các nhà truyền giáo cũng đưa thêm yếu tố xã hội vào hình ảnh thượng đế thượng đế đã sắp xếp số phận của mỗi con người các nhà triết học phản thần học thì lý luận để mà cố chứng minh là không thể có tồn tại một thượng đế như vậy nếu thượng đế tạo ra tất cả thì ác quỷ bệnh tật thiên tai sự rủi ro trong cuộc sống cũng phải do thượng đế tạo ra ngay cả sự bất tín của nhiều người cũng do thượng đế tạo ra nghĩa là thượng đế cũng tạo ra những người không tin mình Họ cho rằng tại sao Thượng Đế phải giấu thân phận mình kỹ lưỡng đến như vậy và để cho các giáo sĩ phải vất vả làm đủ cách cả thiện và ác để mà kêu gào mọi người Điều tin có một Thượng Đế như vậy. Nếu Thượng Đế đủ năng lực thì Ngài sẽ hiện diện thường xuyên cho mọi người tới lui thăm viếng thân tình như là con cái tới lui thăm viếng cha mẹ vậy. Rồi nếu như, như tất cả do Thượng Đế tạo ra thì trước đó Thượng Đế có vẻ tự có là lẻ loi một mình và chợt nghĩ ra việc tạo nên tất cả cho vui. Cái khái niệm này buồn cười quá nhớ hôm nào thượng đế chán cái vũ trụ này bèn xóa hết làm ra cái khác cho vui thì tất cả vô nghĩa tạm bỡ hết à những nhà phản thần học thì chủ trương rằng vũ trụ vật chất tinh thần đều tự có giống như là thượng đế tự có vậy nếu quả thật là có thượng đế còn nếu như tất cả tự có và vận động theo nguyên lý khoa học thì có cần thượng đế hay không cái ta nhìn thấy đó là khoa học còn thượng đế chỉ là niềm tin để cất cánh một chiếc máy bay ta cần khoa học kỹ thuật chứ không cần niềm tin sự cầu nguyện không làm máy bay cất cánh được đại khái lý luận hai bên là như vậy bây giờ ta sẽ chia lớp ra làm hai bên bên trái sẽ cố chứng minh là có thượng đế tạo ra tất cả còn bên phải sẽ cố phản biện lại rồi ta sẽ xem bên nào có lý hơn Suốt 4 tiếng đồng hồ, hai bên tranh cãi nhau không dứt. Vị giáo sư già thì ngủ gục ở bàn của mình. Cho đến khi một em sinh viên xông qua, đánh vào mặt một bạn ở phe bên kia. Cả lớp cháo nhào, tràn lên đánh sáp lá cà âm ý. Thì vị giáo sư già mới giật mình tỉnh dậy. Các giáo sư ở các lớp chạy tới xem chuyện gì. Cuối cùng thì cuộc ẩu đả cũng đã dừng lại. Có quần áo rách, có mắt bị bầm, có tay chân bị chảy máu. Vị giáo sư già xin lỗi các đồng nghiệp, nói rằng mình mệt ngủ quên nên không điều khiển kiểm soát buổi tranh luận này được, vị giáo sư già nói. Rốt cuộc lại, cái chúng ta cần hình như là không phải là thượng đế có hay là không có, mà cái ta cần là đạo đức thực tế trong cuộc sống. Cái ta cần là cơm ăn áo mặc, học hành kiến thức, đời sống văn minh, yêu thương tử tế với mọi người, rút kinh nghiệm từ nay ta cẩn thận khi mà nói về tôn giáo vì dễ gây xung đột ta nên giữ hòa khí một cách khôn ngoan và cao thượng vì lợi ích của toàn xã hội loài người cái ta cần là đạo đức cái ta lo là những người quá nhiệt tình gieo niềm tin mà không quan tâm đến đạo đức cái ta cần là xã hội ổn định yên bình cái ta lo là những người bảo vệ niềm tin bằng bạo lực cái ta cần là kiến thức khách quan cái ta lo là những người suy tôn niềm tin thái quá. Cái ta cần là đạo đức. Cái ta lo là những người quá nhiệt tình gieo niềm tin mà không quan tâm đạo đức. Cái ta cần là xã hội ổn định yên bình. Cái ta lo là những người bảo vệ niềm tin bằng bạo lực. Cái ta cần là kiến thức khách quan. Cái ta lo là những người suy tôn niềm tin thái quá. Cái ta cần là con người yêu quý nhau. Cái ta lo là những người vì niềm tin mà ghét nhau. Cái ta cần là lẽ phải Cái ta lo là những người không cần lẽ phải Mà chỉ cần niềm tin Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài đọc vừa rồi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài đọc tiếp theo